mời cả nhà hàng. Mùi ớt. Bà con nha. Chào bà con cô chú à. Chào bà con chú, chị quay lại kênh của anh em tôi. Đó, nay hai anh em tôi sẽ làm món cá lóc kiến hấp xả nha. Này à, qua ba đặc lợp nè, được có dạng cá lóc kiến mà nó không bự ha. Mùi này nó không bự lắm. Đây là cá lóc kiến xong nha cả nhà. Nhìn nó cũng không đen lắm nè. Nè. Chà ra nó sẽ sạch giống gì nữa nha. Mình chà sạch thiện hồi nữa mình sẽ hấp xả rất là ngon nha. Rồi hôm nay anh em tôi sẽ làm món cá lóc kiến hấp xả để cho mọi người nghe. Món này ngày xưa thì không ai biết ăn hết á, nhưng mà bây giờ nó là đặc sản với miền Tây tụi tôi đó. Thôi chứ nhìn nó thấy ghê vậy. Lúc đầu nhìn ai cũng sợ luôn á. Đó là không ai dám ăn hết, nhưng mà bây giờ nó là đặc sản luôn. Có mấy cái trong nhà hàng có lẩu cá lóc kiến luôn. Còn ở dưới tôi thì có ở An Giang nhiều hơn, ở dưới tôi ít. Nhưng mà ở An Giang là có rất là nhiều quán lẩu cá lóc kiến nha. Ngon lắm cả nhà. Nó ngon lắm. Rồi giờ anh em mình sẽ bắt đầu làm nha. Con cá này người ta cũng hay gọi là con cá mặt quỷ. Mặt quỷ hả? Ừ. Cá mặt quỷ, cá quả tiễn, người cá gì tùm lum hết trơn vậy. Thôi. Rồi, giờ anh em mình sẽ làm sạch xong rồi tiếp tục làm cho mọi người xem nha. Rồi, chào bà con nha. Hôm nay chào hoài vậy. Chào nãy giờ anh em mình đã làm xong hết cá lóc kiến nè. Đây mọi người. Rất là ngon luôn. Làm thì sạch hết. Trong đây có cái lớp màng đen nè ha, lấy sạch luôn, ăn nó sẽ không bị tanh, rất là ngon luôn. Đó, lấy bằng chải sạc cho nó trắng. Em mình nói sức kem trộn. Nè, nó trắng tươi không? Ờ, trắng tươi luôn cả nhà thấy không? Đây. Bây giờ mà có cái vòi áp suất cũng được ha, vòi mà gửi xe xịt nó cũng trắng rồi. Thôi giờ anh em mình có sẽ đi bài vậy luôn rồi. Vậy gì bài nổi vậy nè. Giờ anh em mình sẽ đi kiếm xả nè. Cá trứng nhiều lắm nè. Đây, đó, rất là sạch. Mình cắn gì này ăn thì nó sẽ không bị tanh nha cả nhà. Rồi, giờ anh em mình đi kiếm xả nè. Dạ mời mọi người theo chân anh em tôi đi kiếm xả nha. Hợp ghê không? Ừ, áo vàng cái vậy. Thôi chơi ổi nè. Cây này là cây chanh ổi chứ không phải là cây ổi. Cây với chanh vậy hả? Nó chua như chanh luôn á. Đây đây, đây là chà ổi chua. Thì mình thì thích ăn ổi chua hơn ổi chín nè cả nhà. Kìa bên đó còn trái chín kìa, trái chua kìa. Ổi này chín nó vẫn chua, nó không ngọt. Hồi nhỏ nó tin mê ổi lắm à. Nhỏ thì ngọt á. Tưởng nó chua á nhà, ăn nó đã lắm. Nó giòn ha. Ừ. Đây. Giòn nữa nó chua. Dạ đây mình sẽ đi tiêu diệt bụi xả của mẹ tôi mới trồng. Ba bụi lắm. Ê, gà. Hầm xả liền. Hầm xả luôn hả? Cái tôi xả nè. Em cắm một gầm nè. Thiếu con chuột. Đây cắm xả cái nè. Cắm gà chưa quát gì. Hai bữa hả? Bữa này hết. Hai bữa này hết. Thấy một con cộng đi. Con cộng hả? Ừ. Chắc hết bụi quá hả? Ai có chịu hết à. Này tôi đồ chua nhiều lắm. Trời trời nè, bà thấy không? Bằng cái lô kiến lại tay tôi nè. Ừ, nó bị sừ á. Nó đâm sừ sừ cho tại vì con cá này là cá áo giáp mà. Sự nó dài á, cái gai đó, nó đâm đầu lắm. Rồi một con một cộng nha. Nhà thì tôi rất là nhiều xả mọi người, nhưng mà anh em tôi ăn gì bữa hết trơn. Cái này là mẹ mới sinh về cho. Tôi dắt mọi người đi qua kia khế nha. Rồi cái mai này chết veo rồi. Chết rồi. Đây kìa, cái khế. Khế này là khế ngọt kìa cả nhà. Nhưng mà như tôi không thấy trái non không à. Chín ăn nó ngọt lắm. Con trái này hơi hơi nè. Chưa chín lắm nè. Đây, này khế ngọt. Mà nó mới già, nó chưa chín. Ăn sợ nó bị chát nha cả nhà. Khế ngọt cái cà na ngọt mà mình ăn sống rồi nó chát lắm. Ừ. Không ngọt á. 1, 2, 3, 4. Lớn này là ngọt rồi nè. Nó trắng trắng là mình ăn được rồi. Ừ. Mình thấy ở quê tôi yên bình không? Rất là ít xe chạy luôn. Đây kìa có con kênh nè. Rất là mát, siêu mát luôn á. Mọi người có đi đâu xa về miền Tây qua tôi chơi nha. Tôi ở Hậu Giang. Tôi chắc mọi người đi đúng dừa nước ăn. Ở bên tôi là dừa nước rất là ngon. Đi bằng con xuồng nhỏ này nè. Mình sẽ đi đúng dừa nước về ăn. Đó. Được chưa?
Ê, đây cái gì ta? Cây ghiền á. Cây ghiền thịt chó hả? Nhưng mà anh thấy cái mùi nó không được ghiền cho lắm nha. Nó hôi hôi thì sao á. Đây là tới công đoạn chế biến rất là kỳ công luôn, nhưng mà rất là dễ làm. Kỳ công mà dễ làm. Cái phần cọng xả thì mình sẽ dùng để mình quấn cái lô kiến lại nha cả nhà. Còn cái phần gốc á, mình sẽ nhét vô bụng nó, và một mớ thì mình sẽ bỏ ngoài cái nồi nha, cho nó thơm. Không sao, quan trọng là con cá lau kiến mình nó ngon thôi, chứ còn phần lá ủ đó vậy có sao đâu. Cũng đâu xài. Cái này hả, cho cái bụng đúng không? Kể đi, cứ 30 mét thì bước tới được rồi. Này. Ừ, kể nó nhiêu đó đi. Mình cứ sắc ra phanh phanh vậy nè cả nhà, để mình để vô cho nó thơm á. Cá lau kiến thì mình làm gì thì nó sạch rồi, nhưng mà một số bạn nào mà bị dị ứng á, dạng như là không ăn cá được á, là bị tanh á, thì người ta sẽ mình sẽ làm kiểu gì luôn, mình làm mình bỏ vô bụng cá lau kiến luôn thì bảo đảm không tanh. Còn mà mọi người nếu như ăn không được nữa thì khỏi ăn hả? Không có. Ăn không được nữa mình chuyển qua mình là nướng. Nướng thì mình sẽ khử, mình ớt nhiều luôn á. Ăn sẽ rất là ngon thật sự. Không muốn ớt hả? Tôi nói cá lau kiến này ai biết ăn cái hang không còn gì mà ngon bằng luôn á. Còn cái đu đó mình bỏ vô nồi được rồi. Cái đấy, nhưng mà em thấy cái này á, cái máu nó tanh thôi chứ cái thịt nó đâu có tanh đâu. Đúng rồi, với mình bỏ hết cái đen á, quan trọng là cái đen á mình phải bỏ hết nha. Không bỏ hết là nó sẽ bị tanh. Đây, anh em tôi đang ở ngoài đồng tiếp tục nữa ha. Cảnh dưới quê tôi thì có nhiều đó, mọi người coi hoài chắc mọi người cũng chán ha. Nhưng mà không sao. Cũng có nhiều đó. Anh em tôi sống đây mà mấy chục năm nay tôi không chán, là mấy bạn mới coi mấy video bạn chán sao? Chơi với cảnh dưới quê mình đẹp lắm các bạn. Cảnh ở Sài Gòn thì nó lạ, đèn đồ nó nhiều. Chứ thực ra nếu như xét đẹp là tôi thấy ở đây đẹp nhất. Nó ba cháy. đập thiệt là dập đúng rồi, đập thiệt là dập luôn. Ai thích bỏ gừng thì bỏ thêm gừng ha. Còn mình muốn ăn luộc sả chín tông thì chỉ là luộc chỉ sả thôi. Củ sả đập gá thơm ghê luôn ha. Đây mình bỏ vô nè. Rồi giờ nè, bắt cái kiến lên. Cầm một tép được rồi, hai tép cũng được. Hai phanh đi. Hai phanh, đây mọi người, mình sẽ nhét vô chân bụng cá lau kiến nha. Đó. Rồi mình quấn lại đúng không? Quấn lại, hai ba cọng. Mình sẽ dùng cái cọng xả ha, mình quấn lại. Đấy. Đấy, còn ai muốn hôm nữa thì bỏ lá chanh vô. Nhưng mà tôi thì tôi không thích bỏ lá chanh lắm. Nó vậy là được rồi đó, nó. Rồi, vậy là xong nha cả nhà. Ngoài lại, ai biết ngoài thì ngoài. Không biết ngoài thì buộc thắt gút. Nhớ hồi nhỏ buộc bánh tét không? Đây là em xoay nguyên đoạn bánh tét không á? Đúng rồi, bới đây nè, bới bấm nè. Đây. Đây, một con. Đây mình sẽ làm như vậy nha. Rồi giờ mình sẽ tiếp tục bỏ hết cá lau kiến này vô. Và làm hết rồi xong nó hấp. Mà mọi người thưởng thức nha. Món này thì tiếp tục chấm với muối ớt thần thánh siêu cay của anh em mình. Cái này phải chấm muối ớt mới ngon. Đúng rồi. Thấy làm dễ không? Điêu luyện không? Mới làm lần đầu. Đi gian hồi nhỏ là vậy nè. Rồi. Múa nè, này múa nè, thấy không? Thể hiện là vậy đó mà. Thôi giờ anh em mình sẽ làm cho nhanh ha. Chào. Tại cái dãy nó bén nó mới đứt á. Đúng rồi. Đó. Mọi người thấy hấp dẫn chưa? Cá trứng ngon quá ai. Đúng rồi. Trứng nó vàng tươi. Ừ, mọi người coi cái trứng cá nè. Cá này mà trứng gì ăn béo, ngon. Con nào cũng trứng được không? Giống trứng lương quá hả? Đây mình cứ buộc lại xong mình xếp hàng nó gì đi. Tí mình để thì mình hấp. Rất là ngon nha. Cái phần xả gốc này nè, hồi nữa mình sẽ để vô cái nồi luôn. Nãy giờ anh em tôi cũng làm được một xịa cá lau kiến rồi nè. Wow. Một xịa. Chưa gì hết là thấy hấp dẫn nữa nha. Cái này là một ê. Một ê, một xề. Một ê. À. Cái nồi. Giờ anh em tôi sẽ ra đây xếp vô cái nồi. Mình sẽ để xả bên dưới trước cho thơm nha. Ai thích để thêm gừng thì để thêm gừng. Nhưng mà để thêm gừng thì nó gây hấp thái, hấp xả đâu. Nó khử được mùi tanh thiệt nhưng mà nó không có thơm xả nhiều. Nó ra cái mùi hấp thái mà làm nó gì lai lai. Tôi bảo đảm các bạn là làm gì là nó sẽ không có tanh. Thiệt luôn, tôi cam kết luôn. Xả nhiều mà. Ai khó ăn cá mức độ nào cũng không tanh luôn. Này. Mần phải sạch giống như tôi nha, còn để mà gông mà nó tanh lắm nha. Này, xem sắp trùng đầu luôn không? Trùng hồi là cái này nó bị ít không? Ồ, không có đâu. Đây, giờ mình xem sẽ để vô. Và chuẩn bị hấp lên và chấm muối ớt siêu cay.
nhất cái lách. Cái lách là cái gì ta? Hey, có cô chú nói đồ ăn mà nó nách nách chảy nó dơ không chịu. Rồi cái hai chuyển thành cái lắp á. Rồi cái lắp, mà cái lắp. Thấy ôi thiếu rồi ha, này phải thêm 2 kg nữa nó đầy rồi ha. Ôi ôi. Rồi giờ để nước vô mình lột cho cả nhà. Đây bầu trời hôm nay thì không. Ê, có vậy mưa. Vậy là mình sẽ để gia vị vô luôn ha hai. Nêm gia vị chứ người anh em. Hả? Mình thấy nêm chứ. Thấy bỏ nước vô trước mà nêm nha. Rồi, giờ mình sẽ nêm cái gia vị vô đây luôn nha. Cho khoảng khoảng rưỡi đường. Cho khoảng ít ít thôi, cỡ 1 ký được rồi. Rồi. 1 ký đường. Rồi bột ngọt thì cho nhiều thì nó bị mất trí nhớ mọi người. Tí rồi. Nó cỡ đúng rồi. Muối thì cũng ít thôi, cỡ keo đó là. Được à. Đổ vô luôn rồi, nghỉ luôn á. Mình nêm cái nước thì hồi nó sẽ cũng nó cũng thấm vô cá đúng không? Mình nêm nước nó cũng thấm vô cá à. Xong mình phải cho nước vô mình luộc nha. Mọi người dùng nước bình thường cũng được đó. Nước nước dùng bình thường nó vẫn có nước dừa thì ai sang thì dùng nước dừa. Ai sang à, anh em tôi hôm nay lười lên dừa, lười để dừa. Ngậm cá tí. Đó mọi người để hơi ngập ngập thôi là nó sôi lên là dừa đó. Thiếu miếng nữa rồi. Miếng đi. Miếng nữa hả? Ờ, cho ngập ngập xíu rồi. Rồi, giờ anh em mình sẽ nấu nha. Chính mọi người sẽ mời mọi người nước. Ê, bây giờ là chín rồi nha. Đây, kính thưa quý vị. Anh em tôi nãy giờ đã làm xong cái món sọt xuống. Rồi dây dắp ra. Nó thơm quá. Rồi à. Ơi, đây là cá lóc chiến anh em mình luộc xá nha các bạn. Cái nước kia nó chín rồi. Chín rồi, chín rồi, nãy giờ lâu rồi, nãy giờ gần nửa tiếng rồi đó. Rồi. Dắp ra. Cho nằm lên. Đó. Thơm lắm cả nhà. Nó thơm xả cực kỳ luôn á. Nó cực kỳ thơm xả luôn. Cái này chấm ăn là hết bài luôn cái nhà vị là ngon rồi đó. Cá lóc chiến thì mình chỉ cần luộc cái gì thôi là nó rất là ngon rồi. Chấm ăn với ớt à. Ừ. Luộc mới ngon như cái nhà, còn hấp thì ăn cũng được nhưng mà nó không thơm bằng. Ôi. À. Tại vì mình có nêm nước á. Nó trục quay, con này ở dưới nó trục quay nè. À, chín rồi mà, chín lắm rồi đó. Cuối cùng thì cái món cá lóc kiến. Ui, nóng hổi. Cá lóc kiến này cá kiến làm quên mẹ rồi. Cá lóc kiến luộc xả của anh em mình đã chín rồi nha cả nhà. Giờ hai anh em sẽ mời cả nhà hước nha. Tháo ra đúng không? Này, tháo ra. Ôi cái trứng kìa. Tháo ra là mình bỏ cái xả nha. Đừng núp núp núp. Núp 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 chứ không sao. Đó. Cái chén nước chấm này của anh em mình là bảo đảm hết nước chấm nha mọi người. Đó. Này. Nước chấm này làm đơn giản nha, mọi người nào mà ai muốn làm theo thì nói anh em mình để ha. Bữa sau anh em mình sẽ quay lại cho mọi người xem. Ăn béo cái à. Ăn cái mình đi chứ ăn gì kì vậy? Này cái trứng này. Rồi gấp trứng gà mọi người. Ôi da. Cái trứng. Ôi da. Nóng quá. Gấp gà không làm nóng. Này ăn rất là đơn giản đó, mọi người chỉ cần lấy cái tay phủi thôi thì dãy nó sẽ rớt ra ngoài. Sao cái đầu nó mềm quá ta? Mình luộc chín quá đó. Nhưng mà gì ăn cho ăn còn. Đây, mọi người ấy ra thì dễ sẽ ra nè. Thịt rất là ngon, nhìn thấy ngon không? Quý không xả ra đi. Này, lấy cái trứng ra luôn đi. Đó. Nè, mọi người cái. Dạ, nóng quá mọi người ạ. À. Nóng hỏi ạ. Nóng rớt cái tay luôn. Đây, đây là trứng cá lóc kiến nha. Chửi cái trứng trước đi. Chửi trứng trước, vô. 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 Mọi người nha. Ui, nóng. Đây là muối ớt thì chấm nhiều là cay lắm nha. Cay hả? Ừ. Đây là nóng quá. Phải cay chứ. Mời cả nhà hen. Mời cả nhà. Mời cả nhà nha. Trứng nó béo cực kỳ luôn á. Hay giống trứng lươn thiệt luôn á. Béo mẹ à. Dễ khắc luôn. Rồi. Đây tới phần ăn thịt cá lóc kiến đi. Nóng lắm rồi. Nghe thấy ghê quá, ăn thịt cá. Trời ơi. Cá chà bá luôn. Xong cuối cùng mình lọc ra còn có nhiêu đây nè. Nhưng mà thịt nó rất là ngon nha. Thì coi gì còn hơi nóng cho nên mình lột hơi lâu cái thông cảm nha. Rồi, chậm lên. Rồi. Chấm với dĩa muối ớt này thì dạ. Đây mời cả nhà hen. Muối ớt.
Thịt ngọt không? Ngọt thôi à. Thịt nó chắc ghê luôn á. Nhìn cô bé nóng nha. Nóng. Tại có một số người mọi người rất là thích ăn cái đầu cá đầu kiến nha. Nhưng mà cái này mình phải ăn nóng chứ. Mình không biết là người ta nói cái đầu ăn béo lắm. Mình thì hồi mình ăn sao? Đây. Mà mọi người ăn với anh em mình cá lau kiến chấm với muối ớt siêu cay. Muối ớt này anh em mình quậy tới mức mà nó lên được gì nè, thấy không? Rất là ngon nha. Cay. Chấm đi cái chén muối ớt cỡ này mà không cay vậy. Cay. Đây. Để tôi gửi con này ra. Cái này mình làm mình chà hết như vậy đó nha thì cá lau kiến mình nó sẽ rất là sạch luôn rồi. Rồi mở cái này đi. Con này không có trứng nè, ăn cho dễ. Đây, mọi người lột chín nè, mình luộc chín rồi, hấp chín rồi thì cái dãy rất là dễ bóc ra. Đó, mọi người lấy tay đưa nhẹ thôi là sẽ ra. Thịt nó sẽ lộ ra nè. Đây. Đó. Nhưng mà rất là nóng luôn. Cái này rất là béo nè. Cái này cực kỳ béo luôn, này là cái da bụng nha cả nhà. Cực kỳ béo luôn. Cho mọi người xem. Nó có mỡ. Đúng rồi. Đây, chấm xuống dĩa ớt nha. Mà cả nhà nha. Nó béo. Làm mọi người mà cho em bé ăn thì nhớ kỹ xương nha mọi người, cái xương này nó cứng dữ lắm nha. Rồi, bẻ ra. Rồi em ăn đi, ăn con kia đi. Rồi. Đây, mà mọi người ăn với mình một miếng thịt cá lau kiến chấm với muối ớt siêu cay. Cay gì đó hả? Cay không? Chấm muối này cay thiệt. Thịt mọi người cắn cái ha. Nó ra từng sới luôn á. Mà thịt nó chắc ghê luôn á. Ừ. Dễ hết à. Rồi cá này gì á. Nó thơm, nó không có tanh miếng nào luôn. Rồi thử con bự đi. Ngọt không? Con này không? Đúng rồi. Bắt lên. Không có trứng á. Ui, cá trứng hơi bị nhiều luôn á nha. Nó ngọt vậy mới đỡ nè. Mà thấy cái thịt gì không? Đó. Rất là chắc luôn. Mà chấm thì như cái dĩa muối ớt của tôi làm nữa ha thì khỏi bàn luôn. Con thịt nhiều nè. Coi lực sĩ. Ui. Con này nó ngủ luôn. Có cái trứng nè. Bụng nó béo lắm á. Gì mới ngon rồi. Ây da, ây da. Tôi có hai đứa em mọi người. Nó cái đầu kiến nó gian cái đầu không à. Ủa? Nè cái này nè, cái này. Là cái đầu ngon hả? Cái đầu nó béo cực kỳ luôn, nó béo lắm béo. Mà tôi ít ăn lắm. Rồi bẻ khúc đó ra chấm ớt cái rồi. Cho hỏi trứng à. Rồi để đi, ăn trứng nhiều nó mụn. Không sợ nó mụn nữa ai? Không, không sợ. Mời mọi người ăn trứng với mình nha. Cái bụng nó béo thiệt á. Béo lắm. Cái phần đầu nó mềm xèo quá ta. Rồi, chấm à. Ui. Đây mà cả nhà. Nó đỏ tươi rồi. Thịt nó dai mà ngọt ngay à. Không biết sao mà người ta biết được con cá này nữa. Ăn nó ngon tới vậy ha. Lúc đầu với mình đâu ai dám ăn đâu. Mình nó sợ. Ăn xong gọi ghiền luôn á. Rồi cái trứng nè. Thịt nó chắc mà xương nít nữa. Có mấy cái xương bụng với xương sống không. Chấm tí vô mới ăn mới ngon. Quá đã luôn á. Rồi đến đây thì anh em mình sẽ kết thúc clip ở đây. Hẹn mọi người ở video sau nha. Mọi người thấy video mình thú vị và những món bằng tay gần gũi với mọi người, hãy cho anh em mình được like và đăng ký kênh. Và nhớ đóng góp ý kiến của mọi người bên dưới để anh em mình biết mà phát triển kênh nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye mọi người. Chào cả nhà.